cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nhất của Đồng Liên hả? Đó là còn khi sử dụng xong thì mình sẽ kéo xuống dưới bánh bèo, kéo lùi lại bánh ướt. Cái món ăn mình thích ăn nhiều nhất là mấy cái món béo, nó phải có nhiều kem, nhiều phô mai, nhiều sốt. Mấy cái sốt là với bơ nè, với sốt kem, cái gì như vậy là mấy cái khoai tây nướng và với phô mai, với bơ, với kem, cái đó rất là ngon, siêu ngon. Bây giờ món thích nhất hả? Tôi có thích những món ngọt, béo, bơ, sữa là những món rút ra ăn chơi nhiều nhất. Giảm cân được tốt, các số cân của mình chỉ được 29%. Thì quá tuần sau thì đối với bản thân Khánh thì sẽ cố gắng hơn nữa để mình giảm được một số cân an toàn. Dung Mỹ Tường và lại ba nhạc của chị gối của Bằng Kiều, thì cái bài này nói đến cái cuộc sự nâng đỡ của hai chị em khi mà không có ba có mẹ bên cạnh. Cái bài này á, là dựa trên cái bài nhạc mà Trang nhận được, bài nhạc đó một bài nhạc tặng của em trai ruột của Trang gửi, và Trang muốn Quyền và Châm Anh biên đạo bài đó để Trang múa trong tuần này, và bài múa đó cũng là lời cảm ơn của Trang đối với em trai. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, và đó là bạn phải đi đúng 1, 2. Nhiều khi body của mình cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.